Trên, nhưng lý do đó là cái đỉnh hơi đó, xong rồi cái cơ hoành với là cái nhóm cơ, cái cơ chính để mà hội tụ các lực cơ để mà mình khống chế, mình cho cái âm thanh nó lực lên này nha. Không phải là cơ bụng, cơ bụng chỉ là cái phần cơ hỗ trợ chứ không phải là cơ chính để mà điều khiển hơi. Thường thường mọi người hay sử dụng cơ bụng nhưng mà nó bị căng và nó bị mệt, cái lực nó không tối đa ra. Bây giờ em sẽ làm cái chỗ đoạn đầu trước nha. Trong này là la thứ và cái nốt đầu nó sẽ ngân hơi khó nè. Để làm trước nha. Đặt thì vẫn đặt đây. Xong cơ hoành đây, cơ hoành là cái cơ cắt ngang, cơ bụng là cơ phía trước. Rồi em làm trước nha. Núi này. Núi ơi, thiên thiên thiên. Em làm lại chữ núi nha. Đây, em đặt rất chính xác, không phải đặt ở cổ là núi là sẽ bị đè. Cái đầu nó sẽ lồi lên. Rồi, em sẽ làm lại nha. Đó, điểm đặt phải chính xác, cái chữ phải trên vòng trên. Đó là đỉnh của cột hơi. Xong đó, cái lực của mình là tại cơ hoành, không phải là cơ bụng. Không có dùng bụng gì hết. Bụng nó chỉ là cái phần hỗ trợ tương tác theo thôi. Rồi, làm lại nha, núi này. Núi đó, em rất là đều nha. Và ngắt cũng bằng cơ hoành đó. À, chúng ta lấy ở đây đó là cái cơ bụng đó mà người hay biểu là nếu mà dùng cơ bụng á là nó sẽ bị tụt cái lực, tại vì khi đã cơ bụng siết cơ bụng á, cơ bụng nó sẽ tương tác vào cái ổ bụng nó mới nhồi lên cơ hoành, và thế là cơ hoành cứ tương tác lên cái hơi trong phổi và bị chậm thì quá trình của mình nó sẽ thành trung gian, nó không có được tốt. Rồi ôm gọn cái nối lại là không sẽ thành là âm nối. Một lần nữa. Một lần nữa, 2, 3.